Dạ kính bạch sư, sư cho con hỏi, nếu cho cá ăn các con vật khác khi con vật còn sống thì mình có bị phạm giới sát sanh không? Nếu như quý vị thả những con vật khác cho con cá ăn với suy nghĩ là con cá nó sẽ ăn những con vật này thì khi đó là chúng ta phạm giới sát sanh. Còn nếu như chúng ta giống như là chúng ta nuôi một cái ao cá mà nó có con cá này nó ăn con cá kia, mà mình thả, mình biết là những con cá mình thả xuống thì cái con cá lớn cũng sẽ ăn, mà biết vậy mà mình cũng còn thả, thì như vậy là mình sẽ cộng nghiệp với cái con cá lớn. Tức là một là mình phạm giới trực tiếp, hai là mình cộng nghiệp với cái con cá nó sát sanh. Còn cách tốt nhất đó là thôi đừng có nuôi. Nuôi cái con nào mà nó phải ăn ba cái con, nó phải còn sống nó mới sống nổi thì thôi đừng có nuôi. Nuôi kiểu đó thì mình cộng nghiệp với nó, mà mình cộng nghiệp thêm với những chúng sanh mà nó ăn nữa. Nuôi cá thì sư không biết, mà tốt nhất là mình nuôi cái chỗ nào mà nó muốn ăn gì nó ăn, không dính dáng gì tới mình. Giống như ở Thái Lan nó có con sông người ta phóng sanh, cá con nào con nấy sư nói thiệt là nó bự, nó ú nu ú nần thiệt tình á. Có những con mà sư không biết là sư khiêng nổi không á, nó bự mà nó lạ điều là không ai bắt nó hết trơn á, không ai bắt hết trơn á. Mà người ta mua cái gì? Người ta mua ba cái đồ ăn cho cá đó, rồi hay là người ta mua bánh mì, người ta thả xuống sông cho nó ăn. Thì như vậy đó, người ta nó thấy người thì nó nhào ra nó ăn, rồi xong rồi nó bỏ đi. Thì cái kiểu như vậy á là nó an toàn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.